Trong một trận chơi sóc đĩa bịp ấy, thì tôi nói ví dụ các bạn là người sóc cái như tôi chẳng hạn đấy nhá, thì mình có rất nhiều trường hợp như này, cũng như mình biết trong bát trong đĩa là chẵn rồi nhưng mà cả làng đổ xô đánh chẵn, hoặc là mình biết trong bát trong đĩa là lẻ như này nhưng cả làng đánh là lẻ và mình rất là khó xử, đuổi về thì không được mà đánh thì mình thua, đúng chưa? Thì clip này tôi muốn hướng dẫn anh em cách là ví dụ như mình soi được cái thằng đánh to nhất là nó hay đánh lẻ, thì việc của chúng ta là sóc cầu chẵn, được chưa? Nếu như mình soi được thằng đánh to nhất ở trong cái trận đấy, trong trận chơi đấy mà nó đánh chẵn thì chúng ta sẽ sóc 10 chữ ra lẻ, được chưa? Hoặc là nếu như bạc mà đánh chuyền thì mình sóc cầu, thì đấy là trong clip này tôi muốn nói cho anh em như vậy. Tôi ví dụ như này nhá, bây giờ tôi sóc đây, tôi để về tứ tử trắng này, được chưa? Tứ tử trắng nhá, mình sóc ngẫu nhiên này, sóc ngẫu nhiên mình không không nghe không cảm nhận quân thì nó có thể về ngẫu nhiên lại về lẻ, đúng không? Sóc tiếp một tiếng ngẫu nhiên này không cảm nhận nhá thì nó lại về tứ tử, chuẩn chưa? Thế thì bình thường ấy, đây là bây giờ tôi sẽ cho anh em xem là bịp bằng cách nào này. Bình thường tứ tứ tử này thì ở cái sân chơi của tôi mà tôi hay chơi ấy, thì người ta đa số là ra đổ đánh lẻ. Vì sao? Vì tứ tử nó rất hay ra lẻ nên người ta thích đánh lẻ. Thì việc của mình là bịp được người khác là mình sẽ sóc nguyên tiếng chẵn tiếng này. Đấy. Còn nếu như mà anh em nào ấy mà người ta mà tứ tử người ta đánh hay đánh về chẵn thì anh em phải sóc ra lẻ. Thì cái này tôi hướng dẫn chi tiết cho anh em đến cuối clip luôn. Thì bây giờ như này. Thế là tứ tử cả làng đổ xô đánh chẵn đúng không? À cả làng đổ xô đánh lẻ với sân chơi của tôi. Thì việc của tôi là tôi sóc làm sao phải ra tiếng chẵn thế này. Tứ tử trắng này. Sóc về chẵn này. Được chưa? Như tiếng này này đánh chẵn 50 tỷ luôn nhá. Mở chẵn này. Được chưa? Tại sao anh chuẩn như vậy? Thì anh em xem cuối clip tôi giải thích với anh em. Thì trước mắt tôi có nói qua trước đây là bộ quân hàng nhá. Còn đây quân này bây giờ anh em bóc và kiểm tra thoải mái. Không có gì cả. Được chưa? Quân không dính bát dính đĩa. Anh em lắc thoải mái như này. Không dính nhau nhá. Đấy thì bây giờ như này, tiếng tứ tử này thì tiếng tứ tử trước là mình tứ tử trắng về tứ tử đen đúng không? Thì thường ấy cái những cái thằng mà đánh lẻ mà tiếng trước là tứ tử trắng mà nó đánh ra lẻ mà nó không về lẻ lại về tứ tử đen thì tiếng này kiểu gì nó đánh gấp đôi để gỡ tiếng trước. Thì nếu như chúng đánh gấp đôi thì tôi lại sóc chẵn một tiếng nữa để làm gì, để ăn những tiếng bạc này nó mới to. Chứ còn nhiều khi anh em có thể dùng bát hình đúng không, hoặc anh em dùng cái đồ báo rung thì mình biết trước là về chẵn về lẻ thì anh em bán mua thì có thể bị ế, nhưng mà anh em có thể điều khiển được về chẵn về lẻ theo ý mình thì lúc đấy bạc mới to được. Thì mà tôi ví dụ này, ở sân chơi của mình họ đánh tiếng tử trắng họ đánh lẻ họ thua đúng không? Bây giờ tiếng tử đen này họ lại kết lẻ họ đánh lẻ, họ sẽ đánh gấp đôi tiếng trước để gỡ mà, thì tôi lại tiếp tục sóc và chẵn tiếp tiếng nữa cho anh em xem này. Nhìn này, sóc này, thấy chưa? Tiếng này đánh chẵn này 50 tỷ này, mở chẵn này, được chưa? Thế là từ nãy giờ hai tiếng bạc tứ tử này mình kiếm 100 tỷ ngay. Tôi nói chuyện đấy là bạc to rồi, còn bạc bé thế chắc không được đúng không? Thì những cái thằng kết kết chẵn mà ba đánh lẻ là toi với mình ngay, thấy chưa? À, kết lẻ mà đánh lẻ thì mình cứ hãm khoảng 3-4 tiếng chẵn là chúng nó hết tiền. Thì ví dụ bây giờ này, hai tiếng rồi nó thua gấp đôi không, tiếng này chúng nó vẫn đánh lẻ, mình lại sóc chẵn tiếp cho anh em xem này. Sóc chẵn tiếp này, thấy chưa? Mở chẵn này 50 tỷ đánh tiếng chẵn là thành 150 tỷ ba tiếng bạc này, được chưa? Đúng không? Anh em thấy đúng không? Thì bây giờ như này, nếu như ấy, mà tôi đã nói từ nãy là khi mà tứ tử người ta hay đánh lẻ đúng không? Người ta hay đánh lẻ thì là mình mới sóc giữ cầu chẵn thôi. Còn ví dụ cho anh em như này, nếu mà ở ở cái tứ tử ấy, mà người ta lại hay đánh cái gì nhỉ? Tứ tử mà người ta hay đánh chẵn ấy thì việc của anh em mình là phải sóc ra cầu lẻ để làm gì? Để mà ăn nàng đúng không? Bây giờ nếu mà tứ tử ở nơi nào đó mà người ta hay sóc phải chẵn thì họ sẽ cả làng đánh chẵn, thì việc của tôi bây giờ tứ tử như này, tôi lại sóc phải lẻ cho anh em xem này. Đây là này, sóc phải lẻ này, mở bát sóc này, được chưa? Đấy thì bây giờ vụ như bình thường là tôi sóc cầu tôi sẽ sóc mạnh hơn, còn nếu mà sóc truyền vừa nãy tứ tử bây giờ tôi muốn sóc nhảy ra lẻ để chết những cái thằng đánh chẵn này, tôi sóc nhẹ hơn này, anh em xem này, lẻ 100% này, được chưa? Lẻ chưa? Chuẩn lẻ chưa? Đấy thì bây giờ như này, nếu như mà trong trường hợp này mà tôi muốn hãm cầu lẻ thì tôi lại sóc nhẹ cho anh em xem. Đây là lẻ này, sóc tiếp một tiếng lẻ nữa cho anh em xem này, mình sóc nhẹ để mình cảm nhận vị thôi. Còn tiếng này thì mở bát là đánh 50 tỷ tiếng lẻ đây này, mở lẻ này, chuẩn chưa? Thì bằng cách nào như vậy thì thật ra là clip này tôi nói luôn từ vãi, tôi nói anh em rồi, đây là quân hàng thì cách sóc cái yếu tố quan trọng đây là cách sóc nhá. Thì anh em chỉ cần học cách sóc một tí thôi là anh em có thể làm được như này. Đấy, nhìn xem ở đây thì rất nhiều anh em biết là tôi dùng đồ gì rồi. Đấy, nhưng mà
Còn những anh em nào không biết thì tôi lại không nói. Anh em nào quan tâm cái này thì có thể nhắn tin trực tiếp cho tôi. Còn anh em muốn nhắn trước khi nhắn tin ấy, thì tốt nhất là nhấn đăng ký kênh. Hoặc là anh em có thể nhấn vào like cái fanpage của Vũ Ông Dầu này. Thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách sóc như này. Nhưng mà muốn sóc được như này thì anh em phải có bộ vị. Được chưa? Vị là vị không tang, anh em bóc có thoải mái.